Xin kính chào quý vị, kính chào bà con nông dân. Mời quý vị và bà con nông dân theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài truyền hình Vĩnh Long hôm nay, ngày 29 tháng 8. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày 29 tháng 8 thì khu vực Bắc Bộ được dự báo là ngày nắng, có nơi nắng nóng và nắng nóng gây gắt, tập trung ở vùng đồng bằng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông dày nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ, một số nơi 35 đến 37 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời ít mây, các tỉnh Thanh Quá, Quảng Bình và Thừa Thiên Quế thì được dự báo là ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gây gắt. Chiều tối và đêm ít mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 37 độ và trên 37 độ. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Ba ngày từ Đà Nẵng đến Bình Định có nắng nóng, một số nơi nắng nóng gây gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào, có nơi mưa to và rải rác có dông. Với mức nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 35 độ, có nơi 35 đến 37 độ và trên 37 độ. Trong ngày 29 tháng 8, thì khu vực Nam Bộ được dự báo là ngày nắng nhẹ, chiều và tối có mưa rào, ban đêm dịu mát. Cụ thể, ở tại khu vực miền Đông Nam Bộ thì ngày có lúc nắng, chiều và tối nhiều nơi có mưa rào, có nơi có mưa vừa mưa to, chủ yếu ở Bình Phước và khu vực Bà Rịa Vũng Tàu. Ban đêm không khí mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ. Miền Tây Nam Bộ, ngày nắng gián đoạn, chiều giờ tối có mưa rào. Riêng ở tại khu vực Cà Mau thì có mưa vừa mưa to, ban đêm không khí dễ chịu. Với mức nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày 29 tháng 8 thì khu vực tỉnh Vĩnh Long được dự báo là ngày nhiều mây, trời nắng, chiều và tối có mưa rào, riêng ở Tam Bình, Trà Ôn thì có mưa dừa, đêm không khí dịu mát, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất ở mức là từ 30 cho đến 31 độ, gió Tây cấp 2, cấp 3. Thưa bà con nông dân, với thời tiết như hiện nay sẽ tạo điều kiện để bệnh giả sương mai gây hại cây dưa leo. Bệnh do nấm gây ra, gây hại chủ yếu trên lá và thường bắt đầu từ những lá ở tầng phía dưới rồi lan dần lên trên. Đến bệnh lúc đầu nhỏ có màu xanh nhạt, sau đó chuyển sang màu vàng rồi màu nâu nhạt và thường có dạng hình đa giác do bị giới hạn giữa các đường gân phụ của lá. Khi bị bệnh nặng, lá bị chuyển màu do có nhiều đốm bệnh. Các đốm này sẽ phát triển liên kết lại với nhau, tạo thành những vùng trái màu nâu nhạt và mô bệnh dễ bị rách, thủng lỗ chỗ, giảm khả năng quan hợp, giảm năng suất. Cây bị bệnh thường phát triển yếu. Nếu bệnh nặng gây hại tất cả các lá của cây, thì bộ lá sẽ bị héo khô và cây sẽ chết. Để hạn chế tác hại của bệnh giả sương mai hại dưa leo, theo Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, bà con nông dân cần thực hiện các biện pháp sau. Sử dụng giống kháng bệnh, làm đất kỹ, cài phơi ải kết hợp với bón dồi cho đất, sử dụng màng phủ nông nghiệp để phủ liếp trồng, trồng với mật độ hợp lý, không trồng quá dày, bón phân cân đối với NPK, tránh bón thừa phân đạm. Những ruộng chưa bị nhiễm bệnh, không bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, các loại phân bón lá. Bón bổ sung thêm phân kali canxi silic để tăng sức đề kháng cho cây, vệ sinh đồng ruộng sạch cỏ dại, ngắt bỏ lá bị bệnh, thu gom đem tiêu quỷ. Phun thuốc khi bệnh chấm xuất hiện sử dụng thuốc gốc đồng để phun nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và không được phun quá liều vì lá dừa rất mẫn cảm với thuốc. Sau khi thu hoạch thì dọn sạch tàn dư cây trồng và ngâm nước ruộng một thời gian để diệt nấm. trồng luân canh với cây khác họ không trồng liên tục nhiều vụ dưa trong năm. Ngoài ra với tình hình thời tiết như hiện nay bà con nông dân cần lưu ý một số bệnh hại trên cây lúa như bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, chuột gây hại trên lúa giai đoạn đồng trổ chính thưa quý vị thưa bà con nông dân bản tin thời tiết nông vụ hôm nay xin kết thúc tại đây hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong bản tin tiếp theo